Đợt này hình như có một con cá vàng thì phải. Ồ, đây là một con cá. Và đợt này thì lưới của ông kéo lên, chắc chắn là sẽ sinh cá thôi. Con cá vàng, tại sao không có cá khác? Cá vàng lúc này là con sợ. Lão ơi, ông thả tôi ra, ông muốn gì tôi sẽ cho ông. Được, ta sẽ thả cho. Và ông lão đi về. Mụ vợ ở nhà với trong một nồi cám lợn cùng với đàn lợn. Quá thần là ông chẳng được không sợ gì cả. Có mỗi một con cá mà cũng không mang về để cho tôi nấu cho lợn. Lão chán quá, lão đi ngay ra biển. Xem nó có cái gì nó hứa nó cho đi, chứ không về đây thì chết với ta. Mụ vợ rất là độc ác. Mụ với ông kéo lưới từ sáng đến giờ mà không được con cá nào, mụ rất bực. Câu chuyện của chúng ta lần này ông về, ông ba muốn được một cái gì để có yêu cầu cá, là một cái bán lợn cho lợn ăn. Có cả máng lợn nồi cám để đắp sôi sùng sục. Bà ông lão đi ra biển, chuẩn bị đi ra biển các bà đã. Ông lão sắp đi ra biển, ông khỉnh khạng và bước lê từng bước một ra bờ biển, gọi cá vàng vào. Tại bờ biển đầy sóng, cá vàng ơi, cá vàng ơi, cá đâu rồi, cá vào cho ta. Cá vàng ơi, bà lão nhà ta bà ghê quá, ta không kiếm được con cá nào, cá vàng giúp ta. Ông muốn cái gì à ông? Cá vàng hỏi ông lão. Ông muốn cái gì? Mụ vợ nhà ta chỉ muốn một cái máng lợn để cho lợn ăn. Về thì quý sẽ chửi ta. À mà cá vàng ơi, quay lại ta nhắc lại một lần nữa nào, liệu có được thật không hả cá vàng? Ông lão không tin ta à? Ta có thể hóa phép để ông lão có một cái máng lợn cho bà lão. Bà lão vui sẽ vui vẻ với ông lão mà thôi. Ông cứ về đi, yên tâm. Yên tâm là ta sẽ giúp ông. Ôi, ông lão lúc này nửa mừng, nửa lo. Ông tiếp tục đi về và xuất hiện một cái máng lợn thật. Bà lão lúc này lại muốn nổi tiếng lòng tham. Ô cái ông này chỉ xin được mỗi cái máng lợn, ông ra ngay ra biển xin cho tôi một ngôi nhà đi. Ông chỉ ăn hại đã nát chuồng thôi, ông giống như đàn lợn này thôi. Ông lão ta tiếp tục thăm. Ông lên từng bước chân một, gọi cá vàng vào để xin cho bà lão một cái ngôi nhà xinh. Cá vàng ơi, cá vàng, bà lão nhà ta nó tham lắm, nó tham, nó muốn có một ngôi nhà xinh. Cá vàng có thể giúp vợ chồng ta được không? Ông lão được nhầm ơi, ta có thể giúp ông được. Nhưng bà vợ là đừng tham quá, kẻo không ta không cho đâu. Ông cứ về đi là sẽ có ngôi nhà đẹp đó. Cá vàng ơi, quay lại đây ta bảo. Ông bảo gì? Sẽ cho ta một ngôi nhà đẹp rồi nhá. Ngôi nhà xây kiểu kiến trúc hiện đại. Còn ngôi nhà mà làm che nứa thì ta đã có rồi. Bây giờ cá vàng giúp ta làm một ngôi nhà biệt thự được không? Được rồi, ông cứ về đi. Về đi, tôi sẽ cho vợ lão đi về. Ôi trời ơi, một ngôi nhà xinh quá. Một đàn lợn béo. Lúc này bà lão đang đun bếp ở ngoài sân, đun một cái nồi cám cho lợn ăn.
ông lão bị quát. Ông già bây giờ tôi không thích làm một ngôi nhà nữa, nhưng mụ vợ lại tham, muốn làm một nữ hoàng cơ. Ông lão rất buồn và đi ra biển để xin tiếp một nước nữa. Cá vàng cũng rất là tức rồi đấy. Cá cháu lão đủ thứ rồi, bán lợn này nhà rồi, bây giờ mụ vợ lại thích làm nữ hoàng. Cá vàng ơi, vào giúp ta đi. Vâng, tôi vào trả ơn ông đây. Trả ơn ông thì ông là cá vàng cho ta. Cá vàng ơi, bà lão mụ ý tham lắm, mụ lại muốn trở thành nữ hoàng cơ. Mụ ý không muốn là một bà lão già nua xấu xí nữa đâu. Thôi con vâng, mụ vợ nhà lão thật là tham lam độc ác quá. Ông về đi. Nhưng làm sao tôi tin được mụ ta là nữ hoàng được? Ôi, em đấy à, vợ yêu của anh, em đã trở thành nữ hoàng rồi. Ôi, cái lão già này, quân lính đâu? Đuổi lão ra khỏi ngoài đi, lão không xứng đáng làm chồng của ta. Ôi em ơi, em đẹp thế này, cho anh cầm tay và cứu được không? Nữ hoàng lúc này rất là khinh ông lão. Bỏ cái tay bẩn của ông ra, sao ông lại cầm vào tay của ta? Ông lão rất buồn vì nữ hoàng đã vô ơn với ông lão. Bây giờ nữ hoàng đầy đủ giai nhân, kẻ hầu người hạ ở trong ngôi nhà, làm trở nên thật là xinh đẹp do phép của cá vàng biến thành. Ông lão lúc này rất là buồn, lão đi ngay ra biển, đã chán làm nữ hoàng rồi, bây giờ ta lại muốn làm nữ hoàng của đại dương cơ. Ta phải làm vua của con cá, và ta sai con cá. Lúc này ông lão ra bờ biển gọi cá vàng. Cá vàng ơi, vợ của ta nó tham lam độc ác lắm, nó muốn trở thành nữ hoàng của đại dương. Điều này thì ta không thể giúp ông được rồi, chắc chắn là như vậy, bởi vì mụ rất tham. Nếu mụ tham thế này rồi thì thôi, ta trả lại ông tất cả, ta sẽ không giúp ông nữa, vì mụ vợ của ông vừa độc ác vừa tham lam. Thế là ông lão trở về với ngôi nhà vẫn mụ vợ già và đàn vợ nói bắt kêu em nhé. Chúng ta răn đe các em là dù như thế nào thì chúng ta cũng chỉ xin đến một phần thôi. Khi người ta trả ơn mình, đừng nên tham quá để rồi chịu lấy hậu quả là không được cái gì. Bộ phim đến đây là hết. Chúc các em xem phim vui vẻ.